Thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề về cái vầng trán tự nhiên nó phát sáng lên. Cái vầng trán của mình nè, đúng không? Tự nhiên hả, nhìn vô á, mình không có trang điểm gì hết trơn luôn mà tự nhiên sao hôm nay mà cái mình thấy mà nó phát sáng lên, nó sáng bóng lên gì đó, đúng không? Đó, thì chủ đề hôm nay là hấp dẫn rồi, nhiều các em á còn trẻ đó thì các em cũng rất là lo lắng, không biết cái điểm gì đây nữa, đúng không? Quý cô chú anh chị em mà lớn tuổi thì ai cũng biết hết trơn rồi. Giờ mình xin chia sẻ để cho các em yên tâm nha. Bây giờ cái vầng trán á của các em, đúng không? Đó, mặt đây đây nè, nó cũng bóng này đấy, tiết già cũng hơi bóng, đúng không? Thì đây là dấu hiệu tương lai, dấu hiệu vận mệnh tươi sáng nó đến với các em, không có bị sao hết á. Đó, chỉ có vậy là hết luôn á, không lẽ giờ nói nhiều đó thôi, đúng không? Nhưng mà mình nói là mình nói luôn, thì khi nào cái vầng trán của các em mà các em thấy sáng lên, đúng không? Bữa nay kính thưa quý cô chú anh chị em, để mình chia sẻ cho các em, để các em yên tâm đó. Rồi các bạn thấy rằng cái vầng trán của mình sáng lên, đúng không? Các bạn cũng lo lắng mà còn trẻ mà xa nhà, giống như mình đi học đại học ở thành phố ở đâu đó, đi làm việc xa nhà, mình không có cha mẹ anh em để gần để tâm sự, đúng không? Cho nên Tuyết Già chia sẻ với các bạn trẻ như thế này: khi nào cái da của mình mà nó có cái độ sáng ra đó, là cái dấu hiệu, là cái dấu hiệu tài lộc nó đến, đúng không? Không ai có, không ai mà được như vậy đâu. Là lúc đó, lúc mà cái da mình đang sáng, cái vầng trán mình đang sáng đi. Thường thường là mấy em nói là cái vầng trán đang sáng, đúng không? Thì Tuyết Già chia sẻ vầng trán sáng đi. Thì mấy em á, mở cái bàn tay ra xem đi. Cái lúc mà cái vầng trán nó sáng thì mấy em mở cái bàn tay ra xem. Cái này là lúc đường tài vận nó vô. Nó vô. Tức là nhiều khi các bạn trẻ đó giống như là giúp người, đúng không? Hay là các bạn trẻ làm một cái việc phước báo gì đó, hoặc là các bạn trẻ sẽ đi chùa niệm Phật, hay các bạn trẻ ăn chay, hay là các bạn trẻ giống như một sự vô tình thôi, một sự vô tình lắm. Các bạn nói mẹ khỏe chưa, bà nội khỏe chưa, để con mua cái gì cho nội ăn, đúng không? Hoặc là các bạn sẽ làm những cái việc phước báo gì đó, hay là con mua thuốc cho nội uống hay gì đó, đúng không? Hay hoặc là các bạn làm những cái chuyện nó vô tình luôn, tại vì các bạn còn trẻ, các bạn đâu có thể mà có một cái khối tiền mà để đi từ thiện lớn được. Tùy các bạn còn là sinh viên, học sinh, thì các bạn làm cái phước báo theo cái khả năng của các bạn thôi. Đó, hoặc là các bạn sẽ ai bệnh đó, các bạn cho một viên thuốc gì đó mà các bạn vô tình đi, các bạn đâu có biết. Lâu ngày dài tháng á, cái phước báo nó dồn vô, đúng không? Nhiều vô. Thì bắt đầu cái vầng trán của các bạn nó sáng ra. Thì cái vận may của các bạn sắp tới nó tốt. Cái vận may tốt tới. Thì lúc này nếu muốn biết cái vận may mình nằm ở cái mức độ nào, nơi đâu, thì các bạn phải mở cái bàn tay ra mới được, đúng không? Nó sẽ nằm đây, vận may nó nằm nổi lên những cái gò mộc tinh, những cái ngôi sao, những cái đường mà may mắn, những cái đường tài vận, đúng không? Thì cái đó mới kết luận được là các bạn vận may ở mức độ nào và khoảng là bao nhiêu, đúng không? Rồi nếu như mà các bạn nào, đúng không, các bạn nào mà thấy cái vầng trán mình nó sáng đó, mà giống như là bạn đó là có cái lỗ tai mà dày lên nữa, rồi xong rồi cái mũi dày nữa, cái môi đầy nữa, tất cả càm cũng đầy, đúng không? Rồi vầng trán cũng cao rộng, cung quang lộc, tất cả các bạn đã có một cái tướng giàu rồi, mà nhiều khi các bạn không có biết luôn nữa, nói thật. Rồi cái các bạn có một cái vầng trán thì cái đó là dấu hiệu các bạn dễ mà tương lai sắp tới rất là gần, các bạn dễ làm ăn, mua bán á, thì thuận lợi, mở tiệm á, thì trở thành
trở thành chủ cả, đi thi á thì đậu, rồi cái gì nữa là nói chung là cái gì cũng may mắn hết, cái chuyện tình cảm nó cũng vui vẻ luôn, đã nó sáng rồi, mà nó sáng cái vầng trán rồi là bắt đầu cái dấu hiệu nó tốt đẹp nó đi tới rồi. Mà nếu như á mà nó sáng luôn cả cái gò má, cái khuôn mặt, đúng không, rồi nó sáng luôn cái cổ đó, cái cổ nó các bạn có thấy rằng những người mà người ta, người mẫu, diễn viên, điện ảnh, tất cả những cái cô mà người ta đi như nè, trên những cái sàn, đúng không, người ta diễn đó, các bạn thấy nhiều người nó đẹp lung linh luôn á, nó đẹp đến mức độ mà nó đẹp chịu, Tiết Già nhìn mà nhìn nó thiệt chứ, Tiết Già nhìn ha, chịu không có nổi, nó đẹp không thể tưởng tượng được. Nhưng mà ở đây Tiết Già không nói cái đẹp nha, không nói cái đẹp, mà Tiết Già nói rằng cái đó là cái sự tỏa sáng, sự giàu có đó. Thí dụ như mà mình nhìn cái người đó mình thấy rất là đẹp, nhưng mà Tiết Già nhìn vô á thì Tiết Già thấy cái người đó là tỏ ra cái sự giàu có. Cũng như người mẫu, người ta cái tướng đi, cái tướng mặt, cái tướng đứng thì Tiết Già nhìn á, Tiết Già nói à nửa sao giàu lắm đó, đúng không, mà nước da tự nhiên sáng bóng luôn. Các bạn trẻ biết rằng có những người mẫu nước da ngâm đen, hồi mà Tiết Già nhìn theo mà nhìn hoài luôn á, cái nước da không biết làm sao mà người ta sáng mà đến nỗi mà sáng bóng luôn á, bóng mà nhìn đẹp á, chứ không phải là bóng mà không phải là bóng giống như bóng dầu nha, bóng mà nhìn đẹp lắm. Đại khái là cái da của người ta nó mịn, gọi là mịn màng á đó, là người ta có một cái tài vận rất là tốt, rất là tốt, nó làm cho cái nước da của người ta nó bừng sáng ra, nó bừng sáng ra, rồi cái cung quan lộc á nó sẽ bóng sáng ra đó. Rồi xong rồi các bạn trẻ nói trội rầu quá, không biết sao tự nhiên nó bóng lên đây, không biết chuyện gì nó xảy ra. Khi nào mà ở trên vầng trán mình á nó có những cái dấu hiệu thâm đen, cái đó thì các bạn mới lo, không biết là cái gì nó, cái chuyện xui xẻo gì nó tới đó, đúng không. Hoặc là nhiều khi nè, Tiết Già nói cho các bạn nghe như thế này nè, hồi xưa thì mỹ phẩm nó rất là khó khăn, nó cũng hiếm lắm, đúng không, còn bây giờ mỹ phẩm nhiều lắm, chỉ cần mình nám nhẹ là mình xuất cái cũng hết rồi, đúng không, nó dễ. Mà hồi xưa nám là rất là khó, rồi đi làm vất vả ngoài nắng nó còn nám thêm. Thì khi mà bệnh bị nám như vậy đó thì Tiết Già không có nói về cái vấn đề mà bệnh tật hay là da gì đó hen, mà giờ Tiết Già nói về cái gì vận may. Thì người đang bị mà nám như thế đó, người đó, cái vận may á nó rất là gọi là giống như là nó rất là xấu xa đi. Mà dù cho thí dụ cái vận may mình đang tốt đi nữa mà mình bị nám, đúng không, thì mình cũng bị thị phi nữa. Dù cho giờ mình làm ăn mình giàu có, đúng không, mình đang giàu có dễ sợ luôn, thì nếu mình bị nám ngay cái này, cái tự nhiên cái chuyện xui rủi, thị phi, cái chuyện tào lao gì nó đưa đến mình, đây là dấu hiệu xui xẻo, cái chuyện không có ra gì hết nó cũng đưa vô, nó xui, nó vô duyên lắm. Còn nếu như mình được bóng sáng là mình có một cái vận may rất là tốt, làm cái gì cũng được hết, yêu cũng gặp anh chàng đó người ta chung thủy, rồi làm ăn mua bán tất cả những cái gì, làm giấy tờ đó cũng suôn sẻ nữa, đóng mộc hay là kịch là tất cả những cái gì là nó rất là may mắn. Cho nên các em, các bạn trẻ đừng có lo nha, đây cái này là giống như cái tài vận người ta tới đó, người ta sáng trưng à đó các bạn, đúng không, người ta rất là sáng, giống như những cái người mà người ta chủ cả đó, hội nhìn nó sáng, thật là sáng luôn, nó rất là đẹp, rất là sáng luôn, nó nhìn nó giống như là cái cổ nó cũng sáng nè. Bây giờ nè các bạn trẻ nhìn Tiết Già nè, đúng không, tuy rằng già nhưng mà nó cũng hơi sáng một chút, mặc dù nó không có sáng nhiều, một chút cũng được, một chút đó, một chút là nó cũng có cái sự may mắn vui rồi đó các bạn trẻ. Nghe các bạn đừng có yên tâm, không có lo vấn đề mà cái vầng trán bóng sáng nha. Đó, Tiết Già chia sẻ cái gì Tiết Già cũng chia sẻ rất là thật tình hết. Thì các bạn trẻ mà muốn cái vận may mình tới sớm nhanh thì các bạn trẻ làm gì? Đi chùa niệm Phật, ăn chay tạo phước,
phóng sanh hay là những làm những việc thiện, làm những cái gì mà phước báo, cái đó là tất cả quý sư quý thầy trên mạng đã chia sẻ hết rồi đó. Tiết già chỉ chia sẻ thêm là các bạn đi tìm phước báo thêm vô với cộng với cái độ sáng của da nữa đó, giống như tiết già nè, chỉ cái da sáng chút xíu thôi, rồi cái tiết già ăn chay nè, cái tiết già niệm Phật đọc chú đề bi nè đó, rồi cái ông xã tiết già nè, tự nhiên cái ổng không biết đâu nữa, ổng hả khui cái gì ra tiền hả, ổng là không đưa tiền cho tiết già, nó nhiều hơn cái lúc mà tiết già bị sầm sầm tối tối đó. Nó chỉ đơn giản gì đó. Các bạn trẻ đừng có lo hen. Video của tiết già chia sẻ dành cho các bạn trẻ hôm nay, tiết già xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quý báu đã xem video của tiết già. Tiết già thành thật cảm ơn rất nhiều. Video đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại video tiếp theo.